Cả trăm năm nay ta cứ đi tìm nàng. Có lẽ đây là cung nữ hồi xưa của ta. Để xem coi trà này như thế nào. Cho ta hỏi trà này là trà gì? Dạ trà này là trà cung đình Huế của cung nữ Huế hồi xưa pha chế ra à. Vì mắc mớ gì xoay vòng nó làm cái gì? Dạ quán bắt em phải làm vậy, đào tạo cho em phải làm như vậy. Vì mai mốt đổi tên trà này là trà nhức đầu nha. Thôi được rồi, bánh này là bánh gì? Dạ bánh này là bánh đậu xanh Bình Định à. Trong này thì sẽ có nhân đậu xanh, nhân đậu vàng và nhân đậu đen. Trời, nhìn ta giống mấy đứa bị mù màu lắm hả? Nhìn đây em không biết màu gì. Thôi được rồi, trà này có gì ngon? Dạ, trà này là trà cung đình Huế của một cung nữ hồi xưa người ta pha chế ra. Tới bây giờ là truyền lại được 9 đời rồi ạ. 9 đời? Dễ giàu gì nhà ngươi pha được một ly trà y như nương tử của ta hồi xưa để uống thử xem sao. Ê trà 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 trà. Trời ơi, ngon. Nàng chính là nương tử của ta rồi. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ngồi đây. Nhưng mà em còn khách ạ. Ê trà trà. Ta tiếp cho nhà ngươi 5 đồng vàng. Nương tử à. Em cảm ơn ạ. Về, về làm vợ ta. Sao vậy? Em còn phải ở đây làm để được tiền tiếp của khách. Tiền tiếp hả? Nhiều đây có đủ tiền tiếp để làm vợ ta, pha trà cho ta suốt đời chưa? Ê, nương tử không tin đây là vàng thật à. Nương tử đưa tay đây. Đưa cái tay đây. Đưa tay đây. Xè ra. Chuẩn bị gồng con chuột nha. Ây dạ. Trời 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 ơi. Nhận ra ta là ai chưa? Hoàng thượng. Hoàng thượng quay về để đón thiếp hả? Đúng, ta đã giữ lời hứa. Mỗi kiếp đều quay về để rước nàng về. Nàng còn nhớ cái password không? Nói đúng ta mới rước nha. Password là gì? Password là nương tử ngân 98. Ây trời ơi, giỏi quá. Hoàng thượng đây. Đi về với ta. Về với ta. Để tiền tiếp cho mấy đứa nhỏ. Đi. Để đi, đây đi. Lại luôn á. Thôi thôi đừng giỡn. Cái này là sống cả đời đó.